Bài này ai là người Việt Nam cũng học thuộc lòng rồi. Hello, chào các bạn. Cái bọn ở Mỹ hết cái bọn ở Úc rồi, bây giờ đến cái bọn ở Mỹ. Nó bảo nó đe Nisa, nó bay sang đây để nó gặp Nisa. Không biết nó sang đây nó gặp Nisa nó sẽ làm gì nhỉ? Say hello hay là cầm dao giết hay là nói cái gì? mình cũng muốn một ngày nào nó gặp một cái thằng nào đó xem nó muốn làm cái gì đi sao. Chúng nó cứ như là lũ điên đó, sống chẳng có cái luật pháp, chẳng có biết hiểu cái gì cả mà cứ đi đe dọa hết người này đến người kia. Ni xả hãy bật bật cái gì quốc ca vào các buổi sáng. Yeah, đâu có cái gì đâu, khổ quá cơ trời ơi. Vừa nãy thì sao cũng xem một cái clip nó biểu tình Hoài Linh sang đây cái gì nhỉ, đại nhạc hội ấy, sang đây biểu diễn như một nụ điên, như một nụ dở hơi. Cái mấy cái người mà người ta bầu xô đó là người ta phải đóng thuế, người ta làm ăn, người ta đóng thuế cho cái đất Úc này, và cái đất Úc này nó có thuế, nó mới hỗ trợ cho cái cộng đồng ở mấy những cái cộng đồng ở bên này. Cộng đồng để làm gì? Cộng đồng là để giúp đỡ cho những người không biết tiếng Anh. Riêng cộng đồng, những cái người cộng đồng mà không phải nói tiếng Anh thì người ta muốn cho vào một cái group và một cái chơi với nhau, đại khái là như vậy, một cái nhóm thành một cái cộng đồng để mà giúp đỡ cho nhau. Chẳng hạn như có cái khó khăn gì người ta không biết tiếng Anh thì người ta sẽ tới đó để người ta nhờ những cái người mà ở trong cái ban lãnh đạo cộng đồng đó, là chúng nó được tiền, chúng nó có cái gì, cái phân mà người gọi là phân là cái gì hỗ trợ của cái đất Úc này. Mà những cái tiền đấy từ đâu ra? Từ ở chúng tôi như Nisa là một người mang quốc tịch Úc, là dân Úc đúng không, thì tất cả mọi người Úc ở đây đóng thuế để trích ra những cái cho những cái cộng đồng, gọi là cho community ở trong những cái mỗi lần đó, mỗi một năm đó, mình khai thuế người ta lại gửi về, người ta cho biết là tiền này, tiền thuế này đi vào đâu. Thì cái cộng đồng đấy được lập ra không phải là do tự chúng nó lập lên, mà là do cái đất Úc này người ta bỏ tiền thuế của nhân dân ra để người ta cho chúng nó tụ tập vào đấy, cho chúng nó chơi với nhau để giúp đỡ nhau, chứ không phải để cho chúng nó cầm cờ lên chúng nó chống lại Việt Nam. Như thế là một lũ dở hơi, một lũ điên, biết không? Những cái người sống ở đây mang quốc tịch Úc thì phải làm cái gì có lợi cho cái đất Úc này. Và tôi là một công dân của Úc thì tôi phải nói lên cái tiếng nói của tôi. Tại sao á, cứ động nói một cái là chúng mày cái lũ ba que ba cọc, chúng mày á, lồng lộn lên xong đe dọa người này người kia làm sao vậy đó. Bây giờ Úc nó cũng cắt bớt phân đi rồi, phân á, là trợ cấp cho cái hội đấy. Chào chào các bạn nhé. Thế cho nên là chúng nó không hiểu, chúng nó sống ở đây nhưng mà thật sự cái cộng đồng này chúng nó bưng bít thông tin rồi bưng bít những cái luật pháp của cái xã hội ở bên này. Cho nên tại sao lý do mà những cái người già, những cái người thường không biết tiếng Anh người ta không hiểu là bởi vì như vậy. Chúng nó luôn luôn nó không có thông tin một cái gì hết cho người ta biết, luật pháp ở Úc là không được như thế này, luật pháp ở đây là không được làm những cái này. Chúng nó không nào nói, nếu mà chúng nó nói ra hết người ta hiểu hết rồi thì đâu có ai quyên góp cho chúng nó để làm gì nữa. Bởi vậy cho nên là Nisa mới nói là toàn một lũ lừa đảo thôi, thằng nào giỏi kiện tao đi.
Tao đưa cả cả bài bài nhạc về Bác Hồ này. Làm sao? Chống chống mới chả chiếc như là đồ điên nụ điên đấy. Chống cái gì? Chống mà suốt ngày đi đe dọa người này rồi đe dọa người kia rồi giết người này rồi giết người kia. Chúng mày chống cái kiểu gì vậy? Chính trị kiểu gì vậy? Xong động ai nói một cái là nên chửi người ta văng phụ tùng người này kia các thứ. Bảo vệ cái cờ đó bằng 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 phụ tùng à? Cơ thể à? Là đồ điên rồi á. Cái con ni xà phạm gì đấy đi kêu thằng này thằng kia đi làm những cái chuyện toàn xui người ta đi vào tù thôi. Chúng mày hoạt động kiểu gì vậy? Chúng mày đấu tranh như kiểu gì vậy? Chúng mày thương ai? À? Bố lũ chó chết, bực mình. Nó bảo nó bay sang đây để nó gặp gặp Ly Sả, gặp gặp tao để làm gì hả? Mấy thằng thằng điên gặp tao làm gì bây giờ? Không mày chơi mẹ nó cái đại nhạc hội á, đại nhạc hội xong mày mời tao đến tao cho chúng mày nói, tao cho chúng mày chơi á, xong quyên góp đi. Ok, là điên điên khùng khùng. Ở bên Úc này á thì không có mấy cái thằng điên như vậy như ở bên Mỹ nhiều, tại vì bên này á dù sao cuộc sống nó vẫn hơn bên Mỹ nhiều lắm. Cho nên là không có những cái thằng nó chán sống. Nó chán sống thì nó thèm cơm tù á, tại vì nó ở ngoài đời nó kiếm không được thì bây giờ nó ai cho nó đồng nào bảo nó làm cái gì làm, nó tại vì nó chán đời rồi, nó đâu cần cuộc chính bản thân của nó đâu có cần thiết nữa đâu. Nhà thì không có, nó chính mấy cái thằng đe dọa Bắc Lợi Minh á. Nó bảo nó là homeless mà, homeless đấy. Đó. Còn cái luật Úc ở bên này là gì? Một, sống ở đây là không được đưa bất cứ một cái thông tin về cá nhân của bất cứ người nào lên trên mạng là phạm luật pháp. Cái thứ hai là không được đe dọa, ngay chính như chồng đe dọa vợ còn bị đi tù chứ đừng nói gì đến 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 không phải liên quan gì tới nhau. Hơn nữa, nếu mà bất cứ một người nào đó phạm pháp ở cái luật cái đất Úc này á thì cứ việc đi đi ra mà kiện đi, đưa lên tòa đi kiện, ở đây nó chỉ kiện thôi. Đúng không? Còn mấy cái thằng chống cộng ấy, nếu mà tao chúng mày nghĩ là tao nói xấu đất Úc này rồi tao nói xấu cái gì rồi tao xúc phạm đến ai, chúng mày đâm đơn kiện tao đi rồi khổ quá. Làm sao cứ phải đe dọa? Đó. Có muốn đấm nhau thì tới đây đấm nhau với tao, tao đôi này chắc chóc chúng mày. Có bao giờ Lisa đối thoại với Lisa bạn, đối thoại mấy cái con đấy làm cái gì? Mấy cái loại mình nói chuyện mình phải nói với cái những cái người ít ít nhất nó phải có một tí hiểu biết, một tí lịch sự, một tí học thức. Chứ nói với những cái đứa mà động há mồm ra là cái là phụ tùng văng tứ lung tung, nó phóng linh tinh, nó tức quá nó không biết làm gì, nó chỉ mang phụ tùng ra để nó chống thôi. Nên những cái loại đấy là Lisa không bao giờ Lisa thèm nói chuyện với nó. Nói chuyện với nó chỉ để nếu như nó mời gặp mặt Lisa, Lisa cứ ngồi như Lisa nghe nó nói. Đúng không? Không cần phải để xem nó nói cái gì rồi mình từ từ mình hỏi nó, chứ còn để mà lên trên này để mà đối thoại với nó thì nên sao không bao giờ thèm nói chuyện với những cái loại đó, đúng không? Cái lần đầu tiên nên sao nên nên sao thấy nó nói cũng nhiều người vào xem, mình nên sao vào xem được nó mấy câu nó chửi vung tí mẹt lên tắt luôn. Từ đấy trở đi á, nhìn thấy cái mặt con đấy là không bao giờ thèm thèm bảo nghe nữa. Tại vì mình nghe mình lên trên nên xả lên trên face lên trên mạng này chơi và nói chuyện, mình nói những cái gì mình muốn học hỏi mình hiểu biết và nó tranh luận với cái người người ta. Ok, tranh luận lịch sự, tranh luận đàng hoàng chứ không phải là
cứ động một cái là phụ tùng nó văng tứ lung tung ra. Mình nói chuyện với cái bọn ấy làm gì, tại vì nó cãi cùn ấy, gọi là cãi chày cãi cối à, mày cái gì xó chợ làm gì đùa tuổi mà hại người. Đúng rồi, mấy cái bọn lãnh đạo cộng đồng cũng vậy, cứ xui người ta đi ra, cái mấy ông bà già đấy đi ra chống mấy cái người ca sĩ ở Việt Nam qua đây hát. Trời ơi, chúng nó làm như thế để làm gì? Chúng nó muốn hại cái người đó. Chứ người ta sang người ta hát là người ta làm ăn. Người ta làm ăn, người ta sang đây, cái người ở đây người ta được quyền bảo lãnh cho những cái ca sĩ kia sang đây hát. Hát để làm gì? Để người ta kiếm, đấy là cái business, đấy là cái cách làm ăn của người ta. Người ta làm người ta phải đóng thuế cho đất Úc này, chứ người ta đâu có mà đóng thuế cho đất Úc này thì cũng để nuôi những cái người thất nghiệp rồi những cái ông bà già chứ ở đâu, đúng không? Nên chức trung tướng rồi đó, nhưng nói vẫn là con chó. Ai trung tướng là đứa nào vậy? Hoàng Minh Hoan, Hoàng Minh Hoan đi xẻ giỏi boxing năm đó nha cả nhà. Rồi, thế này chỗ nào có cứt. Đây là chỗ một thằng ạ. Hoàn Minh Hoan. À, nói cái gì? Kệ người ta đi để cho người ta vào xem. Đối với Lisa đấy, bất cứ kể cả là mình nói phải có cái phe nó ngược lại, nó để xem chúng nó, cho chúng nó vào, chúng nó nghe để cho chúng nó hiểu thêm đi một tí. Hơn nữa nếu chúng nó không nghe, chúng nó đâu có hiểu được ra gì đâu. Đi xả phạm nên biết nên chửi anh là người cộng sản chân chính kìa. Cái gì? À, đôi khi mình nói không có rõ ràng ra đấy thì các bạn mọi người không hiểu thì cứ chửi. Bức xúc thì chửi thôi, thì các bạn khi mà comment ấy thì nên nói rõ mình là như thế nào. Ví dụ như mình chửi ba que thì cho cái ba que vào để tránh cái chuyện mà hiểu lầm nhau, đúng không? Thắng Nhân Nguyễn nói hay giành hắn đó, hắn tao lúc nào mà chả giành. Muốn chửi nhau à? Hả? Nhân Nguyễn muốn chửi nhau à? Lisa không không có chửi như mang Phụ Tùng ra để chửi đâu, tại vì Phụ Tùng quý lắm, nhau. Còn nếu muốn chửi nhau hay Lisa chửi cho đêm về ngủ cũng còn phải mơ thấy nữa cơ. Thì Bình Nguyễn có nghe Lisa nói không? Là Lisa nào? Có nhiều Lisa lắm đó. Chào Lisa Vũ nhé, Quan Đỗ. Ok, chào tất cả các bạn. Lisa đang nói về cái chuyện bọn chống cộng nó đe dọa này kia các thứ đó. Thì chúng nó sống ở đây mà chúng nó cả chả hiểu cái gì cả. Suốt ngày nói là ở bên này tự do, bên này thế nọ thế trai. Nhưng mà người ta cứ động nói ra là bắt đầu chúng nó đi, chúng nó đe dọa rồi lại còn cái thứ đòi giết người ta nữa cơ. Rồi ôi khổ quá cơ các ông các bà ơi. Nói cho mấy cái thằng chống cộng biết thế này này, nếu mà thực sự như nhiều lần tao đã nói rồi đấy, nếu mà thực sự chúng mày thương người ta thì chúng mày làm sao để bảo vệ cho người ta chứ? Tại sao chúng mày lại đi cứ đưa người ta vào cái con đường tội lỗi là làm sao vậy? Đó. Chống cộng cái kiểu gì đi? Như thế thì ai người ta thèm nghe chúng mày đâu, đúng không? Còn mấy mấy cái người mà cứ cầm cờ đi biểu tình mấy cái show rồi mấy ca sĩ cũng sao mà cũng ngu thế không biết được nữa. Hả? Cái đất Úc này nếu như mà
làm bất cứ một cái gì trái với luật pháp này, người ta sẽ không cho bước chân vào đây. Ok, đó, có lợi cho người ta mới cho làm. Ví dụ như cái người ông bầu hay ông đưa ca sĩ vào đây để biểu diễn thì phải có người đi xem chứ. Những người đi xem đấy chứng tỏ người ta rất là ủng hộ những cái người người ca sĩ Việt Nam qua đây, đúng không? Tự hiểu đi, làm sao càng càng đi biểu tình như thế thì người ta càng ghét. Ôi giời ơi, có một lần đi sao cũng đi xem nhưng mà thấy mấy bà khoảng đâu 7-8 người gì á, cầm cờ vàng đứng xa hàng xa lắm chứ không không ra không được đứng gần gần những cái người đi xem đâu, đứng xa lắm, đứng mãi ngoài tít ngoài kia. Xong rồi hô, xong rồi 5-7 bà già ấy cứ đứng như thế thôi, mà trời thì lạnh, người ta ở trong nhảy nhót ca múa hát ầm ĩ lên, xong rồi ăn uống rồi này kia, mấy ông bà già cứ đứng ấy, trời thì lạnh mà cứ đứng ấy hô thôi. Tôi không biết là mấy cái người ấy, lãnh đạo ấy thử suy nghĩ xem người có phải làm khổ người ta không, như thế là đẩy đẩy đọa người ta chứ đâu có phải là chống chống cái gì, chống cái gì cái kiểu đấy hả. Rồi đâu có được gần những cái người mà đi xem ca nhạc đâu, không có được đứng gần, đứng mãi tít tít ở đằng kia chứ là gần á người ta chửi cho mà nghe, mà không được phép đứng gần, cứ đứng ở mãi tít tít ở ngoài kia. Xong hô hô xong rồi hôm mới lên xà đi xem thì có cái cậu trẻ trẻ có hỏi cô làm sao mấy người kia người ta cứ đứng ở ngoài kia, người ta làm cái gì ấy nhở, có cần phải mang nước ra cho người ta uống đó, khổ chưa cái chứ này. Lisa Vũ muốn nên nói trò chuyện được không? Ok, bạn nào đây?